trăm người. Vậy đây được vậy, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với phần luyện âm. Và các sẽ tiếp tục cái bài. Nếu mà bạn nào mà chưa có nghe những cái bài lần trước Hà Cát chia sẻ với các bạn đó, thì có một bạn đã post những cái bài Hà Cát giúp cho các bạn ở trong đây và post lên YouTube, cho nên các bạn có thể vào đó coi, hoặc là các bạn có thể vào trong các bạn vào trong Viet ESL để lấy các link của bài học, rồi các bạn sẽ có tài liệu và các bạn sẽ có phần audio để các bạn coi luôn á, để các lấy link cho các bạn. Tại vì các thấy có một số các bạn không có vào nghe những bài trước, thành ra những cái bài sau này các bạn hay bị lạc đó, và các bạn cứ thắc mắc hỏi rất là nhiều. Và các nghe lại các phần audio thì thấy thật sự ra là cứ lặp đi lặp lại, bởi vậy cho nên cũng làm khổ cho một số các bạn mà vào trong đây nghe từ đầu. Bởi vậy cho nên các bạn cứ vào trong đây, nếu mà người nào mà nghe không hiểu, các bạn cứ vào trong đây, các bạn coi lại cái phần những cái phần trước các bạn ha. Hiện tại bây giờ đã kể như là qua phần 3, nhưng mà Hà Cát còn thiếu các bạn ba chữ, cho nên Hà Cát sẽ nói xong cái ba cái chữ đó, và chúng ta sẽ bước sang phần 4, đó là consonant sound, ending sounds. Ok, cảm ơn bạn thân engineer. Nghĩa là đại khái là chưa vô có người đuổi rồi. Hôm sau ca cảm ơn bạn rất là nhiều. Again, những bạn nào cần coi tài liệu ha, các bạn vào trong đây. Hôm trước Hà Cát có nói với các bạn, ok, cảm ơn bạn Đào Thanh Lâm. Hà Cát cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hà Cát nhận được rất là nhiều email và rất là nhiều message của các bạn hỏi thăm khi mà thấy Hà Cát không có vào lớp, cho nên Hà Cát cảm ơn các bạn, tất cả mọi người trong đây. Trong tiếng Anh, trước khi Hà Cát bắt đầu cho Hà Cát nói điều này nha các bạn, là chúng ta học thì bắt buộc chúng ta phải có, ở bên Việt Nam đó thường thường là các bạn hay có những cái test phải không, có những cái bài thi, nhưng mà ở bên đây đó thường thường khi mà giúp cho các bạn học đó, là các không có làm test mà các làm assessment. Nó cũng in a way nó cũng giống như test, nhưng mà nó không phải là cái test nữa. Assessment nó bao gồm ví dụ như là các quan sát, hay là các nghe các bạn, và để biết được là các bạn tiến tới đâu, hay là vẫn còn cái phần nào mà chưa có rành, hay là chưa có hiểu. Bởi vậy cho nên Hà Cát sẽ làm những cái assessment thường xuyên. Đôi khi có những ngày tuần tới Hà Cát được nghỉ dài ngày, thì Hà Cát có thể sẽ lên và Hà Cát sẽ một là ở trong room này, hai là trong room 2, và Hà Cát sẽ làm những cái assessment với các bạn để thử coi là các bạn đã tới đâu rồi. Nhớ là khi mà mình biết được cái trình độ của mình ở chỗ nào đó, hoặc là mình đang yếu cái chỗ nào, thì các bạn rất là dễ dàng focus, chỉ có nghĩa là chú tâm vào cái chỗ đó để các bạn có thể sửa. Hai cái biết là học về âm, mỗi người sẽ có một cái sự tiến bộ khác nhau, và các bạn đang là trong cái thời gian cứ thắc mắc, và các bạn cứ nghĩ rằng một ngày mình phải bỏ ra khoảng chừng 16 tiếng để mình ngồi mình học thì mấy tiếng, hoặc là mình có phải chạy vào trong đây gặp ai giữa lớp mình cũng đưa tay lên mình đọc thì mình sẽ tiến. Thật sự không phải điều đó các bạn ha. Cái điều mà các bạn cần đó là nghe giảng và hiểu được, nắm vững được những cái điều giảng. Hà Cát nói nắm vững là như thế này, các bạn phải có thể nói lại cho người khác hiểu được. Ví dụ bây giờ Hà Cát đưa lên một điều, ví dụ thôi, Hà Cát nói với các bạn là assimilation, là hôm trước Hà Cát giảng rồi, hoặc là Hà Cát nói về aspiration, các bạn làm sao các bạn có thể giảng lại cho người khác nghe, không cần phải dùng nhiều cái từ lớn, nhưng mà đại khái là mình có thể giải thích lại cho người khác, và mình có thể đem ra những cái ví dụ để chứng minh những cái điều mà mình nói là đúng. Thì khi các bạn làm được cái điều đó, thì có nghĩa là những cái điều mà các bạn học đó nó đã ăn sâu vào trong tiềm thức của các bạn rồi. Thì khi mà Hà Cát đưa lên những cái bài mà Hà Cát nói, ok, bây giờ bạn nhìn một cái, bạn bạn sẽ thấy ngay lập tức là những cái gì mà mình đã học
tự dưng thôi là mình sẽ thấy ngay những cái gì ở trong tiếng Anh mà những điều mà các bạn từ trước tới giờ nói rằng không cách nào mà giải thích được. Cho nên các bạn đôi khi các bạn sẽ phải nghe đi nghe lại những cái bài giảng đó làm sao mà hiểu được. Nếu không hiểu được, các bạn vào và các bạn hỏi FPOC. Thường thì FPOC có lớp thứ bảy và chủ nhật vào lúc 1 giờ trưa. Và đó là cái giờ mà FPOC sẽ giải thích cho các bạn những cái gì mà Hà Cát nói mà các bạn không hiểu. Bởi vì không phải là một người nói và tất cả mọi người đều hiểu đâu các bạn. Hà Cát biết được điều này là tại vì đi dạy rồi thì mình sẽ biết có đôi khi cái người teacher khi mà nói ra đó có thể cái người đó học sinh nghe đa số thì hiểu nhưng mà có một số người sẽ không hiểu và quay lại hỏi những cái người học sinh khác là ủa cô đang nói gì vậy hay là cô giảng cái chỗ đó mình không hiểu thì cái người học sinh bên cạnh sẽ giải thích lại cho cái người đó và cái người đó sẽ hiểu. Bởi vậy cho nên ở bên đây người ta dùng rất là nhiều cách để làm sao cho tất cả mọi học sinh hiểu được cái bài. Cho nên các bạn sẽ thấy Hà Cát sẽ form những cái study group ở trong này và Hà Cát đang cố gắng tìm một số các bạn có nhiệt tâm, có thật sự mình muốn học. Hà Cát khi mà nói tới cái vấn đề mà các bạn study group, Hà Cát không muốn các bạn giúp room đâu. Có một nhiều số các bạn từ trước tới bây giờ cứ hiểu lầm rằng Hà Cát giúp các bạn rồi Hà Cát sẽ nhờ các bạn làm instructor ở trong này để dạy những người khác, không có đâu. Thật sự khi mà Hà Cát nói là các bạn form những cái study group để các bạn cùng học với nhau là chính nó giúp cho các bạn nên nhớ những người mà họ học và họ đem ra họ họ giúp những người khác là họ chính họ đang giúp mình. Bởi vậy cho nên các bạn thấy trong 4 năm trời, thật sự Hà Cát ở trong đây có thể nói là khoảng 8 năm rồi, nhưng mà chỉ có một số người thôi, rất là ít, và người thành công nhất ở trong này đó là FPOC, là tại vì FPOC học được và FPOC đem ra áp dụng. À, mỗi khi mà mình nói tới cái gì đó mình nhớ thêm một chút và càng giúp các bạn bao nhiêu thì FPOC lại càng ôn bài và càng nhớ bấy nhiêu và tới khi mà tới một cái trình độ mà FPOC sẽ gặp những cái trường hợp các bạn hỏi ngược lại à FPOC giải thích cái này như thế nào thì có thể là mình sẽ gặp trường hợp nào đó mà mình không giải thích được thì khi đó FPOC để message cho Hà Cát giải thích như thế nào. Cho nên đó là một cái cách mình học đó các bạn. Bởi vậy cho nên các bạn hãy hãy noi gương và các bạn hãy cố gắng tự mình giúp mình. Chứ thật sự ra khi các bạn vào trong đây, trường hợp bây giờ các thấy là chẳng hạn như là cô Bội Nghi, cô gấu đó là đang lên giúp cho các bạn mà cùng học thôi. Và các bạn thấy là Hà Cát nhận xét các bạn đó tiếng rất là mau, nhất là Bội Nghi. Cô Bội Nghi phải nói là tiếng rất là mau, là tại sao khi mà Bội Nghi bắt đầu giúp cho các bạn đó, mới đầu Bội Nghi cũng không có biết nhiều về âm, bắt đầu học từ FVOC ra rồi bắt đầu Bội Nghi lên giúp các bạn và gặp phải những cái vấn đề mà hóc búa các bạn hỏi Bội Nghi chưa hiểu thì Bội Nghi hỏi PM cho Hà Cát, hỏi Hà Cát là đúng rồi, Bội Nghi đang ở Mỹ thì Hà Cát giải thích như thế nào thì Hà Cát sẽ PM lại nói à Bội Nghi trường hợp đó như thế này. Bởi vậy cho nên các bạn thấy tự mình lên tự mình giúp các bạn nhưng mà thực sự ra là mình giúp chính mình chứ không phải là các bạn giúp room. Các bạn đừng nghĩ rằng à, mình vào trong đây rồi mình sẽ giúp cho room của Hà Cát rồi room này nó thật sự hoàn toàn không có đâu. Hà Cát nói thiệt cho các bạn. Cho nên đôi khi mà mình làm nó mình cứ nghĩ như vậy đó mình sẽ ngại và mình sẽ không có làm. Nhưng mà những cái người nào mà họ càng giúp người khác bao nhiêu thì chính họ sẽ là cái người sẽ nhận được bấy nhiêu. Và Hà Cát là một trong những cái người mà phải nói thẳng với các bạn là khi Hà Cát giúp các bạn đó là Hà Cát đang ôn lại bài. Bởi vậy cho nên tất cả những cái gì mà Hà Cát nói với các bạn Hà Cát cũng đang ôn lại. Cho nên chính các bạn cũng là người đang giúp cho Hà Cát học ôn. Anyway, bắt đầu bài các bạn ha. Ở trong tiếng Anh chúng ta có ba cái letters in the alphabet, trong có các có cần trả lời câu hỏi của bạn không? Thật sự ra ở trong này ai có đủ trình độ để mà giúp người khác? Nhưng mà chúng ta đều có trình độ để giúp cho chính mình phải không? Hà Cát không cần các bạn phải là những người là giỏi rồi các bạn mới giúp. That's the thing. Bạn hiểu là Hà Cát ngay từ đó. Có nghĩa là chúng ta lên trên đây chúng ta cùng học với nhau chứ không bạn không có giúp ai được hết. Hà Cát nói thật như vậy bạn đừng buồn. Nhưng mà chúng ta chưa có đủ trình độ để mà giúp ai được hết á. Thành ra, tôi không nhận đâu tại vì chừng nào mà trình độ của tôi phải thế này, thế nào thế kia tôi sẽ lên dạy. Xin lỗi thật sự ra trong đây không ai cần dạy hết á.
Không không, Hakat cần phải giải thích điều đó Sơn, là tại vì Hakat nói Hakat sẽ cần các bạn form những cái study group, có nghĩa là các bạn phải tạo những cái study group để các bạn luyện với nhau. Hakat không thể giúp tất cả mọi người được, nhưng mà các bạn no Tony, Hakat đâu có giận, Hakat không có giận. Hakat muốn đó, cái passion của Hakat đó là muốn cho các bạn tiến. Nhưng mà nếu mà các bạn không tự mình giúp mình đó, không tự mình giúp nhau đó, các bạn sẽ không tiến được. Hiểu ý Hakat không? Hiểu không? Hakat không có mệt. Hakat nói, tại vì đây là một trong cái điều quan trọng các bạn. Nếu các bạn không làm được, các bạn sẽ không tiến đâu. Học 5 khóa luyện âm cũng không tiến được. Hiểu không? Cho nên đây là cái điều các bạn phải hiểu, mình phải tự mình giúp mình và mình giúp những người xung quanh sẽ giúp mình để mà cùng tiến. Ok, cho nên không phải là chúng ta có trình độ chúng ta mới giúp người khác, mà là chúng ta cùng nhau để mà cùng học. Alright. Hakka chưa nói tới âm đó thì làm sao mà có thể nói được bạn? Hakka chưa có nói tới diagram mà. Ok, rồi, không nói tới những điều linh tinh nữa nha. Bây giờ bắt đầu bước vào bài học. Mở tài liệu ra các bạn. Trong tiếng Anh, trong the alphabet, mẫu tự trong tiếng Anh. Ok, January, Hakka sẽ nói chậm. Có ba cái mẫu tự, three letters, mà nó không có cái âm riêng của nó. Three letters. Ok. Đó là ba cái chữ nào? Ba cái letters nào? Đúng rồi, X, Q, N, C. Very good. Bạn nào muốn nhắc lại thì bạn làm ơn vào cái link này. Tất cả mọi bài ở trong đó Hakka không cần phải nhắc. Ok. Whoever want to review, đi vào trong đó tự mình review. Let us see. Các bạn sẽ thấy là chúng ta có hai âm cho letter C. Một là soft C và một là hard C. Soft C có cái âm là S. Trong những trường hợp các bạn thấy khi mà letter C đi chung với I, E and Y. Okay. Ví dụ các bạn sẽ thấy những chữ như là sight, success. Thì các bạn sẽ thấy ở trong đây các bạn sẽ đọc là âm S. Alright. Cho nên có nhiều cái trường hợp. Các bạn sẽ thấy và các bạn sẽ thắc mắc là không biết được là cái chữ đó sẽ đọc là âm gì. Thì các bạn cứ nhìn thử coi là letter C nó đi với cái letter nào ngay bên cạnh của nó, thì các bạn sẽ biết cách để đọc âm đó là âm S theo như C cộng với E, I, N, Y. Hot C sound có cái âm là K, giống như là cái âm K hôm trước Hakak nói với các bạn, giống như âm của letter K. Khi nào thì chúng ta sẽ đọc là k sound? Thì chúng ta hãy dùng cái công thức 2 trừ 2 bằng 0 hoặc là 4 trừ 2 còn 2. Ok, có nghĩa là âm C cộng với E, I, Y nó đã bằng là âm S. Thì còn tất cả những cái âm khác còn lại thì các bạn sẽ đọc âm K. Ví dụ cat. Các bạn sẽ thấy đây không phải là âm E, cũng không phải letter E, cũng không phải letter I, cũng không phải letter Y. Thì mình sẽ đọc là âm K. Clock. Các bạn thấy đó là CL, C cộng với L. L ở đây cũng không phải là E, cũng không phải là I, cũng không phải là Y. Các bạn hiểu không? Ok.
khác. Vậy nếu bây giờ Hà Cát đưa lên một chữ, các bạn có biết chữ đó đọc bằng S hay là đọc bằng hay chưa? Chưa hiểu. Ok. It's okay. Để Hà Cát nhắc lại cho những bạn nào mà chưa có hiểu. Alright. Các bạn trong tiếng Việt Nam, các bạn có biết chữ K trong tiếng Việt Nam phải không? Ok. Chữ K trong tiếng Việt Nam có luật gì? Chữ K đi với những cái chữ gì? No, với nguyên âm gì đó bạn? Nguyên âm gì đó, đó là âm khờ là khác. Đúng rồi. Ok. Chữ K chỉ có đi với E, với I và Y mà thôi. Đó là theo tiếng Anh, I mean trong trong tiếng Việt. Ok. Còn tất cả những cái chữ như là A hay là O hay là Ơ hay gì đó thì bắt buộc nó phải đi với letter C, chữ chữ C trong tiếng Việt Nam đúng không? Ok, điều này rành rồi phải không? Ok. Thì bây giờ các bạn hãy nghĩ sang tiếng Anh. Nghĩ sang tiếng Anh. Ok. Nếu mà letter C mà nó đi với E, I, and Y thì nó sẽ đọc là âm S. Còn khi nó đi với bất cứ một cái chữ nào khác thì nó sẽ đọc là âm K. C cộng với bất cứ một cái letters nào khác. Ok. Thì nó sẽ đọc âm k. Rồi bây giờ tất cả mọi người đã hiểu chưa? Ở trong ngôn ngữ, nhất là ngôn ngữ trong tiếng Anh, khi nào nó cũng có ngoại lệ hết. Tại sao? Là tại vì đây là một trong những cái ngôn ngữ mà dây mượn của rất là nhiều các nước khác. Bởi vậy có thể là bây giờ chúng ta chưa thấy, nhưng mà có thể là một khi nào đó chúng ta sẽ thấy. Và Hà Cát không có muốn trả lời cho bạn là không có ngoại lệ, là tại vì một khi nào đó có thể là 5 năm 10 năm sau bạn sẽ thấy một cái chữ nào đó mà nó mới nhập vào trong tiếng Anh và nó có cái ngoại lệ thì kể như là Hà Cát nói sai. Phải không? Bởi vậy cho nên Hà Cát nói làm sao nó ngoại lệ được bạn? Nó ngoại lệ ở cái chỗ nào CKT? À, nhưng mà đại khái nó cũng bắt đầu từ cái chữ S mà phải không? Cái đó là CI thì nó là combination của cái đó. Nhưng mà bạn cũng biết là nó không phải là âm K, đúng không? Nó không đúng một thì nó cũng đúng hai. Là tại vì chạy bạn đang chạy trước. Ok. Nhưng mà đại khái chúng ta biết nó khi mà nó cộng với I thì nó không phải là âm K. Được chưa? Rồi các bạn hiểu chưa? Như cái chữ của Tony đưa lên, the exception. Các bạn thấy letter C ở trong đó là letter đọc là set, chứ không phải là exception. Rồi. Chúng ta bước sang cái chữ khác được chưa? Hà Cát thấy khổ lắm là tại vì mấy lần mỗi khi mà Hà Cát hỏi trong đây các bạn hiểu chưa? Hiểu rồi, hiểu rồi, hiểu rồi. Thấy lớp POC. Thầy ơi, thầy có thể chỉ lại cái này không? Cô Hà Cát nói mà con chẳng hiểu gì hết. Ok. Bởi vậy cho nên hiểu thì nói là hiểu. Thì Hà Cát sẽ giải thích cho bạn. Ok. Nếu mà quên chúng ta làm gì các bạn? Nếu mà quên chúng ta làm gì? Vào trong đây ôn bài. No. No, 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 no. Vào trong đây ôn bài các bạn. Có thể là các bạn sẽ phải nghe đi nghe lại 10 lần các bạn mới nhớ được. Ok, cái vấn đề này nó không phải là vấn đề dễ. Không có dễ dàng như vậy đâu. Ở trong này nó có tài liệu cho bạn, nó có sẽ có YouTube, có everything ở trong này cho các bạn. Cho nên các bạn cứ vào trong đó, các bạn vừa coi tài liệu và các bạn vừa nghe thì các bạn sẽ hiểu được. Bất cứ cái gì mình không hiểu, ok, thì mình sẽ vào trong đó và mình nghe, mình sẽ hiểu. Alright, cái chữ circle của Mr. Pendleton rất là hay. Các bạn thấy CI ở trong này. Các bạn đọc là sir của CIR. Cái CL ở trong này các bạn đọc là c. Đúng không?
rõ ràng ở trong đây. Cho nên CIR thì các bạn sẽ đọc âm S, CLE các bạn sẽ đọc âm K. Đấy. Cho nên khi nào mà làm assessment, Hà Cát sẽ đưa lên bất cứ chữ nào. Giờ Hà Cát sẽ hỏi các bạn là cái chữ đó sẽ là âm S hay là âm K. Rồi nha. Đi qua âm K. Ok. Âm Q. Ok. Âm Q ở trong tiếng Anh thường thường nó sẽ đi với letter U. Các bạn sẽ hỏi có ngoại lệ không? Yes, có ngoại lệ. Có trường hợp là Q không đi với U. Ok, nhưng mà đó là một cái tiếng của Indian, đó là tiếng của người Mọi khi xưa đó. Ok, chờ hôm nào rảnh hay cái đưa lên cho các bạn coi vài chữ. Nhưng mà các bạn thấy là thường thường letter Q nó sẽ đi với letter U ở trong đây. Và khi mà Q, U đi chung với nhau đó, thì các bạn nghĩ rằng cái âm U đó nó có âm gì? Đúng. Ok, đúng rồi. Âm Q ở trong này có âm gì? Các bạn đọc lên là các bạn sẽ biết những cái chữ mà các bạn đã đưa lên. Các bạn đọc ra thì các bạn sẽ test thử. Mình đã học qua những cái âm này rồi. Các bạn hãy nghe thử coi mình đọc âm gì. Ok. So âm Q U cho các bạn âm K. Ok. Nhưng mà các bạn sẽ gặp cái vấn đề ở đây. Ok, giờ Hà Cát bắt đầu bước vào những cái general rules ở trong Anh văn. Ok. General rules in English. Cái general rules là gì? Là những cái luật chung chung. Khi mà các bạn nắm vững những cái luật này, các bạn đem ra áp dụng, nó đúng phải khoảng chừng, Hà Cát nghĩ là chừng khoảng 85%. Nó sẽ có những cái exception. Cái exception là những cái ngoại lệ. Nhưng mà cái ngoại lệ không có nhiều. Vậy vậy cho nên khi mình nắm vững được những cái general rules ở trong Anh văn rồi, các bạn dễ dàng đem áp dụng vào trong rất là nhiều trường hợp. Ok, và các bạn sẽ hiểu được cách đọc trong tiếng Anh mà không cần phải nhớ từng chữ chữ một. Luật thứ nhất, khi mà hai âm consonant là hai âm phụ âm đi chung với nhau đó, thì cái luật là như thế này. Voiceless đi chung với voiceless. Voiced đi chung với voiced. Âm trước ảnh hưởng cho âm sau. Okay, để từ từ Hà Cát sẽ giải thích cho các bạn. Okay. Hiện tại bây giờ các bạn chỉ nhớ vậy thôi. Voiceless đi chung với voiceless. Voiced đi chung với voiced. Âm trước ảnh hưởng cho âm sau. Chỉ có nhớ ba điều đó thôi. Hà có biết các bạn sẽ thắc mắc voiceless là gì? Voice là gì? Từ trước tới giờ em không nghe, em không hiểu gì hết. Cái đó rất là khó nhớ hay gì gì đó. Các bạn đừng có lo. Ok. Hà có sẽ giúp cho các bạn một cách học rất là dễ dàng. Mà các bạn không cần phải nhớ gì hết. Không cần làm những cái điều đó lên tâm. Ok, không cần phải đi về những cái phần đó. Những cái phần mà các bạn học đó, ok, là phonetics. Phonetics là chúng ta sẽ phân tích ra từng âm âm một. Và chúng ta sẽ hỏi là, ok, chẳng hạn như âm B, cái manner của articulation có nghĩa là cái manner là cái cách như thế nào, hay là cái place of articulation là mình phải để cái miệng như thế nào, cái môi thế nào, cái lưỡi thế nào. Các bạn không cần thiết phải học những cái điều mà nó technical như vậy. Đó là phonetics. Cái điều mà các bạn học bây giờ là phonology. Ok, các âm đi chung với nhau. Lý do tại sao chúng ta học phonology mà không học phonetics là thường thường các bạn khi mà nói chuyện đó, ok, các bạn không có nói như thế này, at, mà các bạn nói nguyên ra một cái syllable, cat. Alright. Okay. Bởi vậy cho nên chúng ta học sự kết nối của các áp ra như thế nào. Chúng ta không cần phải là âm k có rung cổ họng hay là không, hay là như thế nào, hay âm e như thế nào, các bạn không cần thiết. Cho nên các bạn hãy nhớ, hoặc các cần phải nhắc lại là đây là những cái chương trình mà dạy cho các em nhỏ.
Thành ra khi mà đem phonetics ra để mà nói, các em hoàn toàn không hiểu gì cả. Thì làm sao có thể các em hiểu được? Cho nên các bạn đừng có nghĩ đây là cái khóa phonetics. Hạ Cát không giúp các bạn về phonetics đâu. Hạ Cát đang giúp các bạn về phonology. Ok, bởi vậy cho nên khi mà Hạ Cát nói những cái luật này nó áp dụng cho phonology, không phải phonetics. Các bạn đừng có thắc mắc là ủa tại sao cổ họng rung như thế nào hay là gì. Tất cả những cái đó các bạn nếu muốn học cái phần đó, các bạn vẫn có thể học. Hạ Cát không cản ai hết, các bạn có thể học. Và các bạn cứ vào trong lớp của FPLC. Các bạn muốn hỏi gì cũng được hết. FPOC rất rất là kiên nhẫn. Phải nói là FPOC là cái người mà Hà Cát rất rất là kính trọng ở trong đây. Tại vì FPOC rất là kiên nhẫn ngồi để giải thích cho các bạn từng chút chút một. Okay. Nhưng mà Hà Cát nghĩ rằng các lớp ESL, các lớp mà các bạn đang học hiện tại bây giờ đó, các bạn muốn học rồi mà các bạn nói tiếng Anh cho mau, nhìn chữ và đọc được, thì các bạn không cần những cái phần technical đó. Nhưng mà bạn muốn học, cứ tự nhiên học. Ok. Cái luật trở lại, cái luật ba, cái điều mà Hà Cát nói với các bạn. Voiceless đi chung với voiceless, có nghĩa là vô thanh đi chung với vô thanh. Voice đi chung với voice, có nghĩa là hữu thanh đi chung với hữu thanh. Âm trước ảnh hưởng cho âm sau, chỉ cần nhớ điều đó thôi. Khỏi cần thắc mắc gì hết, Hà Cát sẽ trả lời. Ok. Nhưng mà hiện tại bây giờ khi mà chúng ta nói kill you, chúng ta nói xong qua cái này đã. Các bạn đã biết là kill you có cái âm là k và âm w. Thường thường khi các bạn đọc đó, các bạn sẽ thấy âm k là âm gió, âm w nó có âm. Cho nên khi chúng ta đem vào một âm gió và một âm có âm thì các bạn hơi khó đọc một chút xíu, tại vì các bạn sẽ là k w và không cách nào chúng ta nói như vậy được. Lý do tại sao? Tại vì trong ngôn ngữ bình thường của chúng ta, nếu mà nói rõ ra thì phải nói rõ tất cả mọi chữ. Ví dụ như thế này: hôm nay tôi rất là vui. Còn nếu bây giờ Hà Cát nói với các bạn, bây giờ nói một chữ có âm và một chữ có âm gió, thì nó sẽ như thế này: hôm tôi là. Các bạn sẽ thấy cái điều đó là một cái điều rất là khó. Là tại vì mỗi một cái chữ mình, một âm mình phát ra, mình phải ngưng lại. Tại vì một âm nó là có âm và một âm nó là hơi gió. Cho nên tất cả những cái gì mà các bạn nghe về voiceless, nó có nghĩa là âm gió. Chỉ có vậy thôi, là whisper. Okay. Khi mà các bạn nói chuyện với nhau, thì nếu mà các bạn nói bằng một cách mà không có ai nghe được mình đó, nói bằng tiếng gió không thôi. Hôm nay bạn có khỏe không? Thì đó là bạn đang nói voiceless. Ở trong tiếng Anh thì chỉ có một số âm voiceless. Có nghĩa là có 8 âm voiceless. Nhưng mà có những cái ngôn ngữ khác nó có nhiều âm voiceless hơn nữa, và có những âm là vowel sound, có nghĩa là những nguyên âm nó cũng là voiceless được. Ok. Nhưng mà chúng ta có cần phải đi tới những cái điều sâu xa là mỗi một âm mình phát lên, mình phải coi thử có cái cổ họng của mình nó có rung lên hay là không? Không cần thiết. Đối với các lớp ESL, không cần thiết. Hay cách nhắc lại, các bạn muốn học, that's fine. Tại vì đó là một cái điều học rất là vui các bạn. Tại đó là cái ngành của Hà Cát, cho nên Hà Cát và FPOC rất là thích về cái đó, nghiên cứu về cái đó. Cô HK cũng vậy, khi mà nghiên cứu về cái đó rất rất là thích. Cho nên nếu mà các bạn muốn join us thì cứ việc ok vào trong lớp và nói những cái phần technical không sao hết. Nhưng mà trong một cái lớp ESL for beginners là những cái lớp như vậy thì Hà Cát thấy không cần thiết. Ok, những người mà học rồi đó là toàn những người chạy trước không à. Okay. Hạ Cát đã nói những người học rồi á, thì đừng có nên làm cho các bạn mới vào bị loạn. Hạ Cát chưa nói gì tới Lucky 7, các bạn thảy ra Lucky 7. Hạ Cát chưa nói gì chứ các bạn có thảy ra trước không hả? À? Thành ra các bạn sẽ làm cho các bạn mới vào bị rối. Ok, để từ từ Hạ Cát nói được không? Ok. Vậy đó mà Hạ Cát nói bây giờ chúng ta form những cái study group. Oh, em chưa đủ trình độ. Ok. It's okay.
Các đã giữ khóa luyện âm từ hồi 2007 ha, 2007, 2006 gì đó. Thành ra có nhiều người nghe bao nhiêu khóa rồi các bạn. Nghe hoài, nghe hoài, nghe hoài. Thuộc hết rồi. Nhưng mà it's okay. Bạn nào chưa học và các bạn nghe các bạn cũng cũng sẽ hiểu. Ok. Thì chúng ta sẽ gặp cái trường hợp là nó rất khó. Nó rất là khó khi mà chúng ta nói một âm rõ ràng ra và một âm chúng ta nói âm gió, giống như trường hợp hồi nãy ha các nói. Vậy vậy cho nên cái luật 3 các bạn thấy âm trước ảnh hưởng cho âm sau. Ok, âm trước ảnh hưởng cho âm sau. Cho nên các bạn sẽ thấy cái trường hợp nó như thế này. Và w. Âm nào đi trước? Âm K đi trước và cái luật là như thế nào? Cái luật là gì? Âm trước ảnh hưởng cho âm sau. Âm trước ảnh hưởng cho âm sau. Ok. Bởi vậy các bạn hãy nghe cái âm trước nè, đó là âm K, là âm gió hay là hạt cát đọc rõ. Là âm gió. Bởi vậy cho nên âm W nè, w, âm đọc rõ hay là âm gió? Âm đọc rõ. Ok, đem áp dụng âm trước ảnh hưởng cho âm sau. Âm trước ảnh hưởng cho âm sau. Có nghĩa là âm trước là âm gió sẽ làm cho cái âm ở phía sau nó biến thành cái gì các bạn? Nó biến thành âm gió. Đúng vậy. Ok. Các bạn để ý, khi mà chúng ta học tới phần blends, thì các bạn sẽ thấy cái luật này nó áp dụng cho tất cả mọi cái blends trong tiếng Anh. Bởi vậy khi mà chúng ta đọc những cái chữ như thế này, quit, mà các bạn muốn đọc qu, it, qu, quit, quit, thì các bạn sẽ rất là khó đọc. Nhưng mà các bạn hãy làm âm W trở thành ra là âm voiceless, có nghĩa là âm gió đó. Thì các bạn sẽ đọc rất là dễ dàng. Quiet. Quiet. Queer. Nó trở thành ra âm gió hết. Ok. Cho nên chúng ta không phải tự mình làm khổ mình bằng cách một âm gió và một âm đọc W không đọc được đâu. Đấy. Cho nên những cái chữ này khi các bạn đọc nghĩ tới âm k, quit, quiet, queer. Hiểu không? Ok, good. All right. Nếu có một số các bạn chưa hiểu rõ, it's okay. Hà Cát nói rồi. Hà Cát sẽ đi qua tất cả những cái âm blends ở trong tiếng Anh. Ok. Cho nên các bạn sẽ thấy được cái luật này, nó sẽ áp dụng trong tất cả mọi cái blends, consonant blends ở trong tiếng Anh. Alright. Thêm một cái âm nữa chúng ta cần nói tới ngày hôm nay, đó là âm không phải là âm mà là letter, letter X phải không các bạn? Letter X. Có những trường hợp các bạn sẽ thấy letter X khi mà đứng ở phía sau là trường hợp dễ nhất. Trong những cái chữ như là box, fix, các bạn nghe được âm gì của letter X khi nó đứng phía sau? Thiếu một âm rồi, Mr. Pin. Ok, được vậy. Các bạn sẽ nghe letter X khi đứng ở phía sau, thì nó sẽ cho các bạn âm K and S. Ok. Khi mà K and S đọc ra, box, ok, các bạn sẽ nói ok, âm K đâu? Ok,
Hà Cát sẽ nói tới cái phần này trong cái bài ngày hôm nay. Cho nên khi mà các bạn em không nghe được âm K cô ạ. À. Hà Cát vừa nói xong. Ok, box. Ok, nó có âm K nhưng mà bạn không nghe được là box. Chứ không phải là Hà Cát không đọc âm K. Và Hà Cát nói, Hà Cát sẽ nói tới ngày hôm nay. Alright. Rồi, những người đã học trước bắt đầu với tung lên tiếp. Ok. Còn âm gì trong tiếng Anh không có nhiều có âm tây letter X. Trong tiếng Anh không có nhiều những cái letter X các bạn ha. Alright. Letter X các bạn sẽ thấy có rất là ít chữ, chẳng hạn như là xylophone. Xylophone. Ok. Thì nó là âm gì? Nếu mà nó đứng đầu một chữ. Và trong tiếng Anh âm X là nó là một cái letter X khi mà đứng đầu một chữ đó các bạn, nó rất là ít. Ok. Cho nên chỉ có một vài chữ thôi. Ta coi còn cái chữ nào nữa. Như là xylem. Cái chữ xylem đại khái như vậy. Nó có mấy chữ hả? Tại nó ít chữ thôi bạn, nó rất là ít chữ thôi mà bắt đầu bằng bằng cái letter bằng cái letter đó thôi. Tại vì các bạn thấy hả, các nói phải không, letter S khi nó đứng đầu đó, tại vì làm sao bạn có thể đọc S được, bạn hiểu không? Tại vì chúng ta hỏi như vậy nè. Có những cái chữ, có những cái chữ ở trong cái ngôn ngữ nào đó thì đây nó chỉ là một cái symbol đứng cho một cái âm nào đó thôi. Thì các bạn biết ở trong tiếng Anh cái letter Z nó đã là âm Z rồi, phải không? Nó đã là âm Z rồi. Bởi vậy cho nên khi người ta viết những cái chữ như là zoo hay là zebra, những cái tiếng của người Mỹ đó, thì họ đã dùng letter Z rồi. Còn những cái chữ mà bắt đầu từ cái letter X có thể là nó dây mượn của những cái nước khác, và khi đem vào họ không có thay đổi nhưng mà cái âm của họ không có cách nào mà đọc ra nó là âm Z, thì người ta vẫn phải đọc là âm Z tuy rằng cách viết của nó là letter X. Chứ không lẽ bây giờ có thể là họ dây mượn cái chữ này ở đâu đó, thì các bạn coi coi thử, có thể là nó từ bên nước của nước Đức chẳng hạn, như cái chữ này. Hồi nãy Hà Cá mới đưa lên đó, cái chữ xylem. Ok. Thì nó là dây mượn của từ bên bên tiếng của Đức, mà nó lại từ Đức là mượn của tiếng của Greek. Bởi vậy cho nên khi mà đem sang tiếng Anh họ không đổi được. Họ không đổi cái cách viết được. Nhưng mà ở bên đó người ta đọc là xylem. Thì ở bên tiếng Anh thì chỉ có cái âm Z này, bên tiếng Mỹ đó chỉ có âm Z này là sát nhất thôi. Cho nên vẫn đọc là xylem. Nhưng mà khi mà cách viết thì họ lại không có thay đổi cách viết. Các bạn hiểu không? Nói vậy được rồi phải không? Ok, good. Alright. Rồi, bây giờ kể như chúng ta đã hoàn tất phần thứ ba, bây giờ chúng ta sẽ bước sang phần thứ bốn, đó là consonant sound. Ok, consonant sound. Có vào trong đây nè bạn. Ok, vào trong đây bạn sẽ thấy tất cả mọi tài liệu và thấy cả những cái bài recording, bạn sẽ thấy tất cả mọi thứ. Ok, sau vào trong đó đi. Và những cái bài mà cũ đó Hà Cá cũng sẽ post lên. Và vậy sau này khi mà những cái phần mà bài luyện tập đó Hà Cá cũng sẽ post vào trong đây hết. Bây giờ cho nên các bạn nên làm quen với cách vào trong forum. Ok. Alright, chúng ta sẽ bắt đầu về phần consonant sound. Ok, chúng ta đã bước qua cái phần về các beginning sounds rồi phải không các bạn? Beginning hoặc là initial nó cũng vậy thôi, initial hoặc là beginning nó cũng vậy thôi. Bây giờ chúng ta sẽ nói về cái phần final sounds hoặc là ending sound. Các bạn nhiều người thì dùng final sound, nhiều người thì dùng ending sound. Chúng ta có cái phần middle sound hay không? Có ai thắc mắc cái điều này không? Nó cả có nghe cô ơi, ví dụ như cái âm này đứng ở giữa thì đọc như thế nào? Có ai thắc mắc không?
Cô ơi, cho em hỏi chiếc áo ở thì hình như không đọc âm hát, vậy có trong phần mình đã học không cô? Bạn cũng biết là cái chữ đó là đọc là hour, mình không đọc âm hát phải không, âm h, bạn biết tại sao không? Tại vì nó từ cái chữ này, không có ngoại lệ, Hà Cát đã nói trước rồi. Có những cái chữ chúng ta vay mượn từ những cái ngôn ngữ khác vào trong tiếng Anh. Cái chữ là, okay, là cái tiếng Pháp, từ tiếng Pháp ra. Nhờ các bạn biết ở trong này là, nó đọc không có âm H ở trong này. Vậy vậy khi mà sang tiếng Anh cũng vậy. Tại sao S đứng trong chữ relax lại đọc là D mà không phải là Hà Cát có phải dùng thời giờ để mà trả lời hết tất cả những cái đó hay không? Hay là Hà Cát đợi cho tới khi Hà Cát đem lên những cái vấn đề mà về tới Asian rồi từ từ rồi bạn sẽ hiểu. Ok. Các bạn nhớ nha, chúng ta đang trình độ nào, Hà Cát cứ phải nhắc hoài à. Hà Cát nghe lại bốn cái bài, nghe cái bài audio của Hà Cát. Bốn cái bài đó Hà Cát cứ phải nhắc nhở các bạn là chúng ta đang học trình độ nào. Ok, những bạn này là những bạn mới bắt đầu học tiếng Anh. Đưa lên một cái chữ lớn như vậy và các bây giờ bỏ giờ ra để mà giảng về cái đó thì Hà Cát thấy là nó hơi đi sớm quá, phải không các bạn? Hà Cát cần phải làm sao cho các bạn trong vòng 6 tháng các bạn phải đọc được, nhìn vào những cái bài đó khoảng chừng lớp 5 hay là lớp 6 hoặc là lớp 8, các bạn phải đọc được lưu loát và các bạn sẽ có cái sự hiểu được những cái bài đó nói cái gì. Thành ra chúng ta không có nhiều giờ đó các bạn. Alright. Có thể là các bạn có thể ngồi trong phao thóc 10 20 năm nữa, nhưng mà Hà Cát nghĩ Hà Cát không có ngồi trong đây 10 20 năm nữa đâu. Ok. Cho nên cho Hà Cát xong cái bài này đi ra, Cát sẽ giúp các bạn bắt đầu tập đọc trong cái level thấp nhất, đó là cái level pre-K, rồi các sẽ từ từ đưa lên các bạn kindergarten, rồi chúng ta sẽ từ từ lên lớp 5, lớp 6. Ok, alright. Rồi, bây giờ chúng ta đang nói về cái phần ending sounds. Ok, đây là một another rule các bạn ha. Khi mà Hà Cát đưa lên GR, thì các bạn biết đây là general rule trong Anh văn. Ok, general rule in English. Thì các bạn nhớ viết nó xuống. Ok. Tất cả mọi ending sound trong tiếng Anh đều bị reduced. Reduced có nghĩa là đều được giảm lại, giảm đi đó. Ok. Và đây là một trong những cái điều các bạn bắt buộc phải nhớ. Tại vì khi mà các bạn không nhớ điều này và các bạn đọc tiếng Anh đó, chẳng hạn các bạn đọc cái chữ Bob, các bạn sẽ không có đọc âm bi nhẹ mà các bạn sẽ đọc là Bob. Và không, chúng ta không cách nào đọc như vậy được. Ok. Vậy cho nên tất cả mọi cái ending sound ở trong tiếng Anh đều đã được reduced. Hà Cát nói trước cái điều này. Hà Cát nói trước điều này. Ok. Bây giờ chúng ta đang chưa có tới cái trình độ để mà Hà Cát nói với các bạn về connected speech. Connected speech có nghĩa là các âm nối ở trong tiếng Anh. Ok, và Hà Cát biết là có một số các bạn rất là muốn học về vấn đề connected speech. Chúng ta chưa tới level đó đâu. Ok, chúng ta chưa tới, cho nên Hà Cát không muốn các bạn gặp phải khó khăn. Hà Cát chỉ có nói trước cho những người nào muốn học cái này đó, Hà Cát nhắc nhở điều này. Là tất cả mọi cái ending sound trong tiếng Anh nó đều reduce hết rồi. Và cái luật của connected speech ở trong tiếng Anh nó không phải giống tiếng Pháp. Ở trong tiếng Pháp, khi mà các bạn bắt đầu một cái chữ mà có cái nguyên âm đó, thì các bạn bắt buộc phải đem cái consonant ở phía của cái chữ phía trước và các bạn nối vào. Trường hợp như chúng ta có cái câu này trong tiếng Anh, phải bao nhiêu các bạn cũng biết hết rồi. Comment allez-vous? Thì khi mà các bạn đọc cái chữ comment thì nó không có âm T phía sau. Khi mà các bạn đọc ra đó thì các bạn sẽ đọc âm T nó đi chung với cái chữ ta lệ. A lệ trở thành ra là ta lệ. Comment allez-vous?
Dạ, đây là cái luật nối âm ở trong tiếng Pháp, nhưng cái luật này không áp dụng trong tiếng Anh. Hà Cát nhắc lại là đây là cái luật nối âm trong tiếng Pháp, có nghĩa là cái consonant, cái ending consonant của cái chữ trước đó, nó bắt buộc phải nối qua và đọc là trở thành ra là cái âm đầu tiên của cái chữ tiếp theo khi mà cái chữ này nó bắt đầu bằng một cái vowel. Nhưng mà trong tiếng Anh hoàn toàn không có như vậy. Cho nên các bạn mà nối âm, các bạn nối những cái âm như thế này. I like it là các bạn đem cái chữ K ở trong đây các bạn đưa sang bên này. I like it. Nó trở thành ra là beginning sound đó. Các bạn nghe nó rất là kỳ. Phải nói ra là quê mùa. Cho nên khi mà các nghe có nhiều bạn đọc những cái cách mà tuy rằng các bạn muốn nối âm, nhưng mà khi chúng ta nối âm sai cách đó các bạn, nghe nó rất là kỳ. Cho nên từ từ đã, rồi hãy học tới cái phần nối âm. Nếu mà muốn nối âm thì phải nhớ cái điều là cái ending sound nó đã bị reduced rồi, nó đã bị giảm đi rồi, thành ra nó không cách nào là kit được hết. I like kit, không cách nào đọc như vậy được hết. Cái âm K sau cái chữ like nó là ending sound. Cho nên cái âm like nó phải nhẹ, chứ nó không phải là like, không có đọc như vậy. Cho nên khi các bạn nối qua thì các bạn phải nối nhẹ, I like, chứ đừng có bao giờ I like it. Các bạn hiểu không? Đó là những bạn nào mà muốn học nối đó. Cho nên có nhiều bạn khi mà muốn đọc những cái chữ như là âm Z hay là âm gì gì đó, các bạn đọc Z quá mạnh đi. Và khi mà các bạn nối sang cái âm khác nghe nó kỳ không thể tưởng được. Đấy, cho nên học cái gì cũng vậy hết, mình phải học cho đúng, cho chuẩn thì người ta nghe, người ta mới thấy là nó tự nhiên. Còn nếu mà mình cứ gồng mình để mà mình làm những cái điều mà nó hơi sai một chút Ở đó, trong thì khi mà các bạn thấy mình đọc nó không những là nó không giúp cho mình mà nó trở ngược lại, nó sẽ hại cho mình. Vậy vậy trong cái thời gian này các bạn đang là beginners, các bạn cứ từ từ đọc. Ok, mình chưa cần phải nối, mình cứ từ từ mình đọc. I like it. Từ từ đọc. I have a house. Đấy. Cho nên khi mà các bạn đọc từ từ như vậy đó, các bạn sẽ thấy mình sẽ nắm vững được các âm phía sau mình phát như thế nào. Rồi từ từ các bạn sẽ đọc lẹ hơn một chút. I have a house. I have a house. Thì các bạn sẽ thấy âm V nó nối liền với cái chữ âm schwa sound ở trong đó, thì các bạn sẽ thấy cái điều đó nó trở thành ra rất là nhẹ nhàng. I have the house. Thay vì các bạn I have the house, I have the house thì nghe nó kỳ quá phải không các bạn? Thì các bạn đọc âm the mạnh quá đi. Ok, cho nên trong bất cứ trường hợp nào. À, không bạn, tại vì chúng ta đang là bắt đầu học một cái ngôn ngữ khác. Không có ai muốn các bạn khi mà bắt đầu vào một cái ngôn ngữ mà các bạn nói ào ào như gió. Tại mình có biết gì đâu để mà nói. Thành ra mình cứ từ từ mình nói. Cái vấn đề là chỗ này mới là quê mùa, là ABC. Là mình nói ra một tràng mà người ta nghe tao không hiểu gì hết. Thì lúc đó mới là quê. Exactly. Các nói rất là đúng. Các bạn thấy không? Bây giờ một người lên trên đây rồi nói ao 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 sổ hết tràng này ra tràng nọ tràng kia. Cái mấy người dưới cái đầu gãi tay không biết cái này nói gì vậy. Thì đó mới là quê. Còn mình cứ từ từ mình nói. Mình nói tất cả mọi chữ người ta nghe người ta đều hiểu hết, mình hiểu hết đó, thì người ta sẽ phục bạn chứ tại sao mà người ta lại thấy là mình quê mùa. Ok, cho nên các bạn cứ từ từ. Alright, Hà Cát không đọc đâu bạn. Ok, Hà Cát đang giúp cho các bạn beginner ở trong này. Hà Cát không đọc đâu, tại vì nếu mà Hà Cát đọc Hà Cát sẽ đi vào cho cái trap của bạn, cái bẫy của bạn. Ok, có nghĩa là các sẽ bắt đầu phải nói về connector speech mà hả các không muốn nói về connector speech bây giờ. Rồi. Rồi chúng ta sẽ nói về final consonant sounds. Right. Đôi khi hả các có dữ quá không các bạn? Hả các có dữ quá không? Ok. Nếu mà hả các có dữ quá ha là cũng bởi vì các bạn thôi. Ok, và các không có muốn đi ra ngoài linh tinh lung tung rồi mồ hồ quậy, Hà Cát nói Hà Cát hết giờ, các bạn nói trời ơi Hà Cát nói chưa chưa gì hết mà đã hết giờ rồi, thành ra cho phép Hà Cát đôi khi Hà Cát phải nghiêm túc một chút nha. Ok, alright, âm b
Âm sẽ âm bi nằm ở phía sau. Hà Cát vừa nói với các bạn đó, chúng ta đã nói về âm bi rồi phải không các bạn? Thành ra khi mà chúng ta nói tới những cái vấn đề mà trong âm bi nằm phía sau, các bạn cứ nhẹ âm đi. Và chúng ta sẽ có nhiều thắc mắc, à, tại sao em đọc âm bi mà nó giống như là âm thi hay là gì gì đó. Hà Cát sẽ nói các bạn. Ok, cái general rule tiếp theo nè. Ok, hồi nãy Hà Cát nói rồi phải không? Hôm nay là chúng ta sẽ nói rất là nhiều về các general rules ở trong tiếng Anh. Ok, giờ nó đem ra áp dụng trong bất cứ trường hợp nào thì Hà Cát mới đem ra để nói với các bạn. Hồi nãy chúng ta nói qua âm trước ảnh hưởng cho âm sau. Hồi nãy chúng ta cũng vừa nói qua tất cả mọi ending sounds. Ok, nó đều đã bị reduced. Cái luật này tiếp theo nè. Ok. Khi mà âm ở phía sau, the ending sound đó. Khi mà cái ending sound ở phía sau, nếu nó là voiced, thì cái nguyên âm sẽ phải kéo dài. Nếu nó là voiceless, thì nguyên âm sẽ đọc ngắn. Hà Cát đưa lên cho các bạn một vài ví dụ thì các bạn sẽ hiểu. Okay, chúng ta chưa nói tới voice and voiceless. Đợi một chút đã. Nhưng mà Hà Cát đưa lên cho các bạn coi một số chữ thì các bạn sẽ nhận ra được là âm nào là âm voiced và âm nào là âm voiceless. Nhớ voiceless nó là âm gì các bạn? Voiceless, khi mà Hà Cát nói tới voiceless nó là những âm gì? Âm gió. Âm gió. Ok, cứ nghĩ như vậy cho nó dễ hiểu. Ok. Có người lại đi 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 đâu mất tiêu rồi không biết nữa. Ok, lại thêm có người đã đưa ra Lucky 7 của Hà Cát mà lại viết lộn rồi, nói là Seven Lucky. Với những người nào mà chưa biết được cái vấn đề voiceless nó là gì? Ok, những người các bạn nào mới, hoàn toàn mới trong này và không biết voiceless nó là gì hoặc nó là những âm nào, thì ở trong đây đó, và Hà Cát nhắc lại là ở trong đây, ở trong ESL thôi, những cái luật này các bạn không tìm thấy ở ngoài. Ok, là tại vì Hà Cát đặt tên cho những cái âm này. Khi mà các bạn vào trong ESL mà các bạn viết ra Lucky 7 thì tự dưng cái part instructor ở trong đây đó sẽ đưa ra cho các bạn bảy cái âm. Âm P, âm T, âm K, âm F, âm S, âm CH và âm SH. Đây là những âm vô thanh. Lý do tại sao Hà Cát nói Hà Cát đặt ra các bạn thấy đó là tại vì tự biên tự diễn thôi, là hôm đó Hà Cát đang giúp cho các bạn thì các bạn thấy có vẻ khó khăn, Hà Cát nói ok bây giờ các bạn cứ nghĩ đây là Lucky 7 đi, Hà Cát vui, Hà Cát nói vậy rồi từ đó trở đi tất cả các bạn cứ cứ nhớ tới Lucky 7 là nhớ tới những cái âm vô thanh và empty heart viết vào ở trong bot như vậy để cho bot trả lời cho các bạn luôn, cho nên mỗi khi các bạn quên đó các bạn cứ vào trong đây các bạn đánh cái chữ Lucky 7 thì tự dưng nó sẽ ra để mà nhắc cho các bạn nhớ đây là những âm vô thanh, đây là những âm voiceless. Ok. Tại sao Hà Cát phải nói là chỉ có ở trong ESL thôi? Là tại vì ở ngoài khi các bạn tìm Lucky 7, ở ngoài không có. Các bạn nha, ở ngoài không có. Đây là cái tên Hà Cát đặt cho nó thôi. Và ở trong tiếng Anh nó thật sự ra nó có tới 8 âm voiceless chứ không phải là 7 âm. Cái âm tiếp theo chúng ta có đó là âm TH. Nhưng mà Hà Cát thấy không cần thiết phải nói tới. Ok, Hà Cát chỉ muốn các bạn nhận ra những cái âm mà Hà Cát viết trong Lucky 7 mà thôi. Cho nên nếu các bạn hỏi là những cái âm nào là âm voiceless thì Hà Cát sẽ trả lời cho các bạn ngay lập tức. Những khi mà các bạn viết Lucky 7 đó là những cái âm voiceless. Âm các bạn nha, Hà Cát không nói chữ. Hà Cát nói về âm. Có nghĩa khi mà thấy P ở trong này các bạn sẽ là alright. Không có tới vấn đề đó lâu Linh Lâm. Ok, Linh Linh Lâm. Bạn khỏi cần vấn đề đó. Bây giờ nếu mà bất cứ một cái chữ nào bạn nói ra, bạn có phải đưa tay và bạn rờ cái cổ họng của nó có rung hay không? Đó đó là cái vấn đề rất là khó, người ta tưởng mình khùng. Phải không? Mình cứ đưa tay lên, mình cứ rờ cái cổ họng của mình hoài, người ta sẽ nghĩ mấy người này có vấn đề gì đây. Đấy. Cho nên không cần thiết đâu. Bây giờ chúng ta trở lại bài. Nếu các bạn hỏi,
Ok, nếu các bạn hỏi em soi lên lần hoặc các nói giỡn thôi, bạn đừng buồn ha, hoặc các nói giỡn thôi. Nhưng mà ý hoặc các nói đó là không phải tất cả cái âm nào bạn cũng phải đưa tay lên để bạn coi cái cổ họng của mình nó rung không, phải không? Bây giờ bạn nói ra một câu một tràng dài, ví dụ nãy giờ hoặc các nói vậy nè, hoặc các nói nãy giờ vậy tới cả mấy ngàn tiếng rồi. Không lẽ chữ nào hoặc các cũng phải đưa lên coi cái cổ họng của mình nó có rung hay là không? Cái điều đó không cần thiết. Bạn hiểu không? Ok, điều đó không cần thiết. Đấy, à, đừng đừng có giận ha, hà các nói giận thôi. Ok, à, các bạn thấy không, vào trong đây nói đùa cũng không được đó. Ok, alright, bây giờ trở lại ha. Các bạn chưa biết voice là gì hoặc là voiceless là gì, thì bây giờ Hà Cát nói với các bạn những cái âm voiceless hiện tại bây giờ chúng ta nói tới, thì các bạn cứ viết lên lucky seven thì các bạn sẽ thấy những cái âm này đó là voiceless. Thì các bạn sẽ hỏi, ồ vậy những âm voice là âm nào? Thì hồi nãy Hà Cát nói các bạn là gì, 4 trừ 2 còn 2, có nghĩa là sao? Những cái âm này là voiceless thì tất cả những cái âm còn lại nó là voiced. Hiểu không? Đây là những âm voiceless, còn tất cả những cái âm khác nó là voiced. Vậy có khó hiểu không? Ok. Bởi vậy cho nên bạn nghĩ rằng bạn nhớ cái lucky seven nó có dễ hơn hay là bạn phải nhớ từng âm âm một, bạn coi cái âm này nó là voice, mình phải bỏ tay lên cái cổ họng của mình coi nó có rung hay không, hay là các bạn phải đi từng âm âm một để các bạn coi thử coi là âm đó nó có rung hay không. Hà Cát thì Hà Cát không có nói các em đưa tay lên cổ họng đâu, Hà Cát nói các em bịch tay lại. Hà Cát nói đưa hai cái tay đó bịch cái tay lại, và khi mà phát ra âm V thì nghe thử coi là cái âm có nó vọng lại trong đầu của mình hay không, hoặc là đưa lên âm P nó có vọng lại trong đầu của mình hay không, thì cái đó là voice hay là voiceless. Nhưng mà đây là nói với các em nhỏ. Em chưa nghe, chưa kịp hiểu. Ok. Các consonant ở trong tiếng Anh nó chia ra làm hai phần. Một là phần voiced, hoặc các hay dùng cái ký hiệu này. Và một là voiceless, hoặc các hay dùng ký hiệu này. Một, voiced, có nghĩa là mình nói ra âm. Hai là voiceless, là âm gió. Ok. Trong phần rõ hơn là cái âm nào, cái cổ họng nó phải rung, âm thanh quản nó như thế nào, thế gì gì đó. Ở trong này cái lớp beginner Hà Cát không nói tới. Ok. Hà Cát chỉ muốn các bạn nhớ cái điều này. Những cái âm nào là voiceless, thì khi nào bạn muốn biết những cái âm nào là voiceless, thì bạn đánh ra cái chữ gì ở trong này? Đánh lần đánh nhiều quá, bót thứ tung bót bót bay ra ngoài luôn. Ok, rồi chúng ta chỉ cần nhớ đây là những cái âm voiceless, còn tất cả những cái âm khác đều là âm voiced. Hà Cát nói như vậy có rõ ràng chưa? Ok. Hồi nãy trở lại cái rule hồi nãy đó. Ok, hồi nãy chúng ta nói cái rule như thế nào? Tất cả những cái ending sound nếu nó là voiced thì cái nguyên âm đi trước phải được kéo dài. Nếu mà cái ending sound nó là voiceless cái nguyên âm đi trước phải đọc ngắn. Bây giờ các bạn sẽ thấy Hà Cát chứng minh cái điều đó. Âm B, ending sound là B. Hà Cát sẽ đưa lên hai chữ cho các bạn so sánh. Ở trong này chúng ta có âm L và chúng ta có âm short A. Ending sound chúng ta có một là âm B và một là âm P. Nhìn trong hai cái âm này B và P, bạn nghĩ rằng âm nào là âm voiceless? Nếu mà ai thắc mắc ra thì cái type lucky seven nó sẽ chỉ cho các bạn thấy ngay là âm P. Ok, cho nên các bạn hãy coi lại cái luật Hà Cát đưa ra.
Nếu nguyên âm phía sau nó là âm voiced, trong trường hợp này cái chữ la nó sẽ là âm voiced. Âm p nó sẽ là âm voiceless. Cách đọc qua hai chữ la, 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 la. Các bạn có nghe được cái âm p và cái âm p ở phía sau hạ các phát có rõ ràng hay là không? Đúng vậy. Ok, nghe nha. Là. Là. Đúng vậy. Ok. Hầu như là không nghe thấy. Nhưng mà các bạn biết được một điều. Là. Và là. Hà cắt mở miệng hay là đóng miệng? Ok, mở nó sẽ như thế này nè. La. La. Ok, hạ cá đọc là la. Và hạ cá đọc là la. Đóng miệng. Ok. Cho nên tuy rằng chúng ta không có nghe cái ending sound ở phía sau nó là âm B hay là âm P. Ok, Lý Khanh nhìn. Mở nó sẽ là như vậy nè bạn nè. La. La. Không có ngậm cái miệng lại được. Còn nếu mà hạt cát kéo dài nhưng mà hạt cát ngậm miệng lại được, nó phải có cái sự ngưng lại của một cái âm. La. La. Ngưng lại. Chứ hạt cát không có đọc la. Sao khổ sở vậy trời. Hạt cát là cái cuối âm. Cuối âm. Đúng rồi. Đều đóng ngừng lại. Ok. Vậy vậy cho nên khi mà các bạn học đó, mà các bạn cứ nghe là đọc tiếng Anh bắt buộc phải phát cái ending sound ra. Còn nếu không người ta nghe người ta sẽ không có hiểu. Cho nên các bạn đọc là lab, lab. Nhưng mà các bạn quên mất là cả hai chữ các bạn đọc. Cái vấn đề nguyên âm các bạn hoàn toàn không để ý tới. Ok. Mà ở trong này, the length of the vowel là một trong những cái luật rất là quan trọng. Nhưng mà hầu như trước khi mà Hà Cát đem cái điều này lên nói ở trong Power Talk, tất cả các bạn đều nói với Hà Cát là trong bất cứ một cái trung tâm nào, cái trường nào các bạn học đều không nói về vấn đề này. Và cái vấn đề này đã nói ở trong Power Talk được mấy năm nay rồi. Thành ra khi mà có các bạn hiểu được cái vấn đề này thì nó sẽ thay đổi cái cách đọc của các bạn. Và các bạn sẽ không có chú tâm nhiều lắm đâu vào cái ending sound. Ok. Bởi vậy cho nên khi các bạn đọc hai cái chữ là và cái chữ là, cái điều cần thiết các bạn làm là kéo dài cái nguyên âm hay đọc ngắn cái nguyên âm. Ok, cái chữ đó Hà Cát nói hơi lâu, bây giờ chúng ta sang cái chữ khác. Rip. 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 Các bạn thấy cái luật nó áp dụng không? Đúng rồi, từ nào đọc dài? Từ nào đọc ngắn? Ok. Giờ nó áp dụng cho tất cả mọi chữ các bạn nha. Cup. 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 Đúng rồi, nhưng mà bạn nghe thấy là Hà Cát ngậm miệng đúng không? Chẳng hạn Hà Cát đưa cái chữ này trong tiếng Việt Nam nè. Con tép. Các bạn có nghe Hà Cát đọc ở phía sau không? Con tép. Nhưng mà các bạn nghe các bạn sẽ biết ngay Hà Cát đang đóng miệng, dù rằng không nhìn thấy cái miệng của Hà Cát, nhưng mà các bạn cũng biết ngay là Hà Cát đóng cái miệng lại. Same thing here. Ok, các bạn hãy nghe những cái chữ này. Cup và cup. Ok, bởi vậy cho nên khi mà cái ending sound, ok, các bạn nhận ra được đó, thì các bạn sẽ thấy tại sao người Mỹ họ nói give me a cup of coffee. Give me a cup of coffee. Mà họ không nói là give me a cup
of coffee. Give me a cup of coffee. Cho nên họ nói rất là mau, give me a cup of coffee. Và các bạn cứ nghĩ là à, người ta nuốt âm, thật sự người ta không nuốt âm. Nhưng mà người ta hiểu được cái vấn đề này. Và người ta sẽ không có nói là give me a cup of coffee. Cho nên khi mà các bạn sẽ thấy là give me a cup of coffee là các bạn thấy người ta dùng cái chữ nào? Nếu mà người ta nói là give me a cup of coffee, họ đang nói chữ nào? Đúng rồi. Đây chị cơ. Bởi vậy cho nên nghe cái sự kéo dài hay đọc ngắn gọn có nguyên âm họ sẽ biết ngay là cái chữ nào mà không cần cái người đó đọc là b hay là p. Đấy. Rồi. Trước khi chúng ta sẽ đi qua rất là nhiều các âm ha các bạn ha, nhưng mà trước khi mà họ có hết lớp ngày hôm nay đó, họ có muốn nhắc với các bạn cái điều này. Trong cái chữ God, các bạn thấy ending sound nó là gì? Là âm D. Ok. Ở trong cái Lucky Seven có âm D hay là không? Không có. Bởi vậy cho nên nó là voice hay là voiceless. Ok. Hạ Cát hỏi các bạn điều này, trả lời cho Hạ Cát nha. Bao nhiêu các bạn ở trong đây nghe những cái người bạn của mình lên trên cái microphone và nói rằng Oh my God, oh my God. Có không? Nhiều lắm phải không? Họ sai cái chỗ nào các bạn? Họ sai chỗ nào? Đúng rồi. Họ dùng cái chữ God, chứ họ không phải là dùng cái chữ God. Chứ không ai nói Oh my God. Ok. Các bạn sẽ nghe những là Ok, I'm going to read. Sai chỗ nào? I'm going to read. Các bạn thấy chưa? Thấy nó áp dụng không? Ok. Rồi. Vậy vậy cho nên bất cứ cái chữ nào các bạn đưa ra. Ok. Bất cứ cái chữ nào các bạn đưa ra. Hat. Had. Feet. Feed. Bất cứ cái chữ nào. Các bạn cũng sẽ thấy cái luật này nó áp dụng. Alright, rồi. Bây giờ các bạn sẽ thấy là rồi đầu óc của mình nó quay cuồng cuồng. Càng học càng vỡ ra nhiều điều mà bên này không được vậy. Bởi vậy cho nên các bạn thấy là vào trong ESL để học không phải là chúng ta mất thời giờ phải không các bạn? Các bạn cũng đã thấy là mình cũng học được một cái điều gì đó. Đấy. Rồi, bây giờ cho Hà Cá nghĩ được chưa? Ok. Hà Cá muốn các bạn suy nghĩ về những cái luật mà Hà Cá đưa ra ngày hôm nay. Các bạn quan sát những cái chữ trong tiếng Anh, coi có đúng hay là sai. Nếu có thắc mắc thì tuần tới gặp lại đó thì cho Hà Cát biết là sao thấy cái chữ này như thế nào, chữ này thế nào, nó không có áp dụng theo luật. Nhưng mà nhớ chúng ta đang học one syllable word các bạn ha, one syllable word. Đừng có đem lên những cái chữ nào mà quá lớn giống như một cái chữ hồi nãy có các bạn đưa lên bốn cái syllable ngày hôm nay, nhưng mà đang bị nhức đầu đó, cho nên các bạn Hà Cát nghĩ rằng cái bài ngày hôm nay nó cũng đã quá nặng rồi phải không các bạn? Hà Cát nghĩ là cái bài của ngày hôm nay đó nó cũng đã quá nặng cho các bạn rồi đúng không? Cho nên những cái general rules hồi nãy Hà Cát đưa lên cho tới bây giờ đó nó đã rất nhiều rồi, cho nên các bạn hãy coi những cái general rules nãy Hà Cát nói ra đó áp dụng trong tất cả, rồi chúng ta sẽ gặp lại tuần tới. Mỗi ngày một điều mới thì là được rồi. Alright.
À, cái vấn đề đó chúng ta sẽ nói tuần sau được không ABC? Hạ Cát có những cái trả lời hết cho bạn, cho nên bạn đừng có lo. À, khi mà Hạ Cát đem ra cái điều gì đó, Hạ Cát đều có những cái sự chứng minh cho bạn. Thành ra bạn cứ từ từ, chúng ta sẽ học tới những cái vấn đề đó. Alright. Rồi Hạ Cát cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và Hạ Cát mời hình như cô HK nói sẽ lên giúp cho các bạn đó. Cho nên các bạn ở lại. Và những cái điều gì mà các bạn nghe chưa hiểu đó, thì các bạn cứ có thể hỏi lại FPOC hay là hỏi lại cô HK. Nhưng mà nhớ là Hạ Cát muốn các bạn học những cái gì đó, các bạn nắm vững cái đó trước đã, đừng có đi xa quá. Okay. Các bạn đi xa quá các bạn sẽ bị lạc đó. Alright. Cho nên cứ từ từ, mình học cái gì ngày hôm nay mình chỉ có cố gắng mình nghe lại và mình hiểu được cái điều mình học ngày hôm nay, có vậy thôi. Và Hà Cát cho kết luận một lần nữa các bạn ha, là những bạn nào mà thiếu bài của những lần giảng khi trước, các bạn có thể vào trong đây, các bạn sẽ có tài liệu và các bạn sẽ có YouTube để các bạn coi. Hà Cát cảm ơn bạn Khoai Lang gì Hà Cát cũng mất tiêu rồi. Đưa những cái bài của Hà Cát lên YouTube, Hà Cát cảm ơn bạn rất là nhiều. Alright, Hà Cát cảm ơn các bạn nha. Khoai là hột mít đúng rồi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và Hà Cát sẽ gặp lại các bạn tuần sau. Hà Cát mời cô HK hay là Tina hay người nào đó lên giúp các bạn nha. Alright, good night all.